Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Trải Nghiệm Game. Cứ khi nào cập nhật phiên bản mới là chúng ta lại có các lựa chọn chơi và mua tướng phù hợp với meta và leo rank đơn giản hơn với các vị tướng phù hợp cùng với sự thay đổi của game. Vậy thì tại chiến trường 2.0, với sự thay đổi cơ chế bản đồ cùng lính quái mới này, các vị tướng đấu sĩ nào phù hợp để solo đường với vai trò sát thương gánh đội? Chúng ta cùng tìm hiểu và chọn mua, cùng chơi các vị tướng này leo rank tại mùa 7 ngay nhé. Top 5, Triệu Vân. Là vị tướng quốc dân nhưng Triệu Vân đang là vị tướng đánh giá cao ở giai đoạn cuối game. Ta chỉ cần một tuổi thơ xanh mượt, Triệu Vân có thể có một trận đấu trong mơ khi gánh đội hoàn toàn khả thi. Tại phiên bản mới, Triệu Vân không có sửa đổi. Chính chất tướng của Triệu Vân giúp hắn ta trải qua từng phiên bản đều được ưa thích ở nhiều bậc rank khác nhau. Dù không được trọng dụng như nhiều con bài khác, nhưng Triệu Vân luôn là sự lựa chọn để đối đầu với con bài late game, tự tin đối thủ, yếu đầu, mạnh cuối là ba từ nói lên tất cả vị tướng này. Dù hiện tại các vị tướng sát thủ từng được trọng dụng ở Vita 15, nhưng khi sang Vita 16, người ta lại thích các vị tướng có thêm chút sự châu bò và sự hiệu quả về cuối game, đặc biệt khi các xạ thủ lên ngôi ở ngay cả vị trí solo điển hình như là Van Heen, khi Triệu Vân luôn có cửa và sự lựa chọn để ngỏ cho anh em ở vai trò solo đường hoặc đi rừng. Triệu Vân mạnh nhờ sát thương chuẩn và khả năng khống chế cùng sự bứt tốc mạnh mẽ. Bạn không làm quân huy, bạn tiết kiệm vàng mua ngọc, Triệu Vân đáng để bạn sử dụng. Nhưng đây là vị tướng chỉ nên dành cho ai có sự kiên trì và cái đầu lạnh, biết ra vào giao tranh hợp lý, nhà chưa nổ, chưa biết thắng thua về tay ai. Triệu Vân chính là một trong vị tướng hợp câu nói đó. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của Triệu Vân tại chiến trường 2.0 này. Top 4, Zuka. Núp bụi, bắt chủ lực, sốc sát thương và vét giao tranh là cái điều mà chúng ta mong chờ từ một Zuka solo đường. Tại phiên bản chiến trường 2.0 này, Zuka có khá nhiều bất lợi khi tầm chiêu 2 và chiêu 3 bị giảm. Trước kể nội tại bắt ép Zuka, một combo bắt đối thủ phải thật nhanh gọn để tối ưu hóa sát thương. Zuka không còn hot như tại phiên bản trước, nhưng bản thân là một vị tướng sốc sát thương lớn. Zuka đủ sức tạo đột biến với các pha núp bụi bắt chủ lực. Chính lối chơi sát thủ này giúp cho Zuka được trọng dụng tại phiên bản mới. Bởi khi các xạ thủ lên ngôi, đặc biệt là các vị tướng xạ thủ solo đường và đi rừng mọc lên như nấm, thì chẳng tội gì chú gấu lại không đi hái nấm sau mưa, đúng không? Xạ thủ rừng Pháp Smith hay là xạ thủ solo đường rồng như là Van Heen, John luôn là các mục tiêu được sát thủ như là Zuka nhắm tới. Xạ thủ còn thịnh hành thì sát thủ như Zuka luôn có đất làm việc. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của Zuka phiên bản chiến trường 2.0. Top 3, Omen. Chiến thuật đẩy đường ép trụ luôn thịnh hành dù ở bất kể meta, và Omen là ví dụ điển hình. Khi nhắc tới Omen, chúng ta nghĩ tới điều gì? Đó là đẩy trụ và đẩy liên tục. Đúng vậy, Omen là một vị tướng đẩy đường ép trụ mạnh. Chỉ đơn giản là một đợt lính, Omen có thể quét bay ngay một trụ địch trong tích tắc. Nhiều bạn khi có Omen trong đội hình sẽ tự hỏi tại sao thằng Omen lại không giúp về thủ đường các kiểu. Nhưng theo F thì Omen tốt nhất là lấy công làm thủ, ép đường thật mạnh, quan sát bản đồ thật ổn và sau đó ép trụ đối thủ phải gánh bạn. Đó là điều tuyệt vời nhất. Một số vị tướng thủ đường kém nhưng lại ép được mạnh. Vậy nên trong một số trường hợp chúng ta cần nhìn nhận một cách đúng đắn và khách quan. Omen ganh lẻ cùng đồng đội tốt với khả năng khống chế bá đạo. Chưa kể solo 1v1 thật đáng gờm, đúng kiểu châu bò lại nhây. Omen mặc dù bị giảm sức mạnh liên tục, nhưng chúng ta hoàn toàn nên chơi Omen ngay cả ở các giải đấu và các trận đấu rank, luôn chứng minh được rằng Omen là sự chọn phù hợp và đáng giá. Nếu bạn thích ép đường để trụ thì nhớ chọn Omen nhé. Nhưng cảnh cáo chắc chắn, bạn rất cô đơn vì phải luôn tác chiến một mình gần như cả trận đấu. Đúng kiểu chiến đấu thầm lặng một mình một phương trời. Sau đây là bảng ngọc và trang bị của Omen dành cho anh em. Top 2, Airi. Cơ động, khống chế và bắt chủ lực tốt, Airi là vị tướng đảm đương tốt vai trò solo đường cả ở đường tà thần Shizat và đường rồng hoàn toàn tối ưu. Mặc dù khá bất lợi khi chưa đạt cấp độ 4, nhưng khi có chiêu cuối, Airi chính là một vị tướng sát thủ thực sự. Khả năng khống chế tốt từ chiêu thức, đặc biệt là chiêu 1 và chiêu cuối, cho phép Airi bắt chủ lực đối thủ hoặc vẽ mạng siêu bá. Đừng quên phiên bản chiến trường 2.0 này, các vị tướng xạ thủ đang lên ngôi, không có xạ thủ rừng thì chắc chắn có xạ thủ đi solo đường. Nói chung, Airi luôn có cho bản thân các con mồi ngon ăn. Cơ động, khống chế và đương nhiên chính nhờ khả năng búp giáp từ chiếc cuối giúp cho Airi tạo ra pha băng trụ bắt lẻ đáng gờm. Airi không chỉ là vị tướng bắt chủ lực, Airi còn là một vị tướng có thể bảo kê đáng gờm với chiếc cuối trước mọi sát thủ nguy hiểm muốn bắt tiêu diệt chủ lực của bạn. Airi phù hợp với các pha giao tranh từ ganh nhỏ lẻ đến giao tranh tổng và đôi lúc có thể là mở giao tranh. Đương nhiên khi đồng đội cần bạn đẩy đường ép trụ, cô nàng luôn là vị tướng đẩy lẻ đáng đồng tiền bắt gạo. Với giá 25.888 vàng, Airi tối ưu cho mọi bậc rank. Sau đây là trang bị và bảng ngọc của Airi tại chiến trường 2.0. Top 1,
Scott. Khi nói về các vị tướng sôi đường, thiên tướng công, thì Scott luôn là sự lựa chọn đầu tiên bởi khả năng sự thương của vị tướng này. Ổn hơn cả Ellie rất nhiều, ngoài ra sự trâu bò và khả năng hồi phục từ Scott hoàn toàn tối ưu hơn Zuka. Vậy nên, dù bị giảm khả năng khống chế ở chiêu cuối và chiêu 1, nhưng Scott còn được trọng dụng trong công cuộc đeo đanh. Khi bạn muốn chơi một con bài bắt chủ lực, sau đây là trang bị của Scott. Như Ed từng nói, ở phiên bản chiến trường 2.0 là mùa của các xạ thủ và các vị tướng sát thủ ở khoảng sôi đường. Phiên bản này phân ra hai mảng, một là sôi đường hướng công, hai là hướng thủ. Công là để bắt chủ lực đối thủ là để bảo kê chủ lực đội nhà. Và 5 vị tướng Ed vừa kể ra là 5 vị tướng theo thiên hướng công để bắt các xạ thủ hoặc là chủ lực bên đối thủ. Đầy đủ các vị tướng, mạnh đầu game, mạnh cuối game, tư đầy đường và cả núp bụi ganh và giao tranh. Đó là sự lựa chọn tối ưu cho anh em thích chơi các vị tướng đấu sĩ để solo đường. Một vị trí gánh đội hiệu quả không kém. Nhớ xem, chơi và áp dụng các vị tướng này nhé. Trên đây là top 5 vị tướng đấu sĩ solo đường đáng mua tại mùa bài này tại phiên bản chiến trường 2.0, thiên hướng công. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Và đến thay, đừng quên đăng ký kênh, like và share video vì nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng đó chính niềm động lực to lớn giúp mình làm ra các video hay hơn. Các vị tướng đấu sĩ solo đường, thiên hướng thủ, mình sẽ sớm cập nhật cho anh em ngày mai thôi. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm một nút chuông để các bạn có thể nhận được thông báo từ video đó sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Anh em đừng quên ấn nút đăng ký
Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.